vâng à, xin chào bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể tách được cái nền ra khỏi cái ảnh của chúng ta à, chỉ với việc chúng ta dùng cái điện thoại smartphone của mình và chúng ta chụp ảnh sau đó chúng ta đưa lên à, đưa lên máy tính và chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta có thể à, remove chúng ta có thể xóa cái khung hình phía sau để có một cái bức ảnh à, thật là chuyên nghiệp ha vâng và như các bạn đã thấy đây thì mình đang làm một cái ảnh background và cũng dùng những cái công cụ như vậy. Và ví dụ như mình chụp một cái tấm ảnh như thế này, các bạn thấy đây. Đây, ví dụ như một tấm hình thì mình dùng một chiếc điện thoại smartphone mình chụp. Và phía sau mình đây là một cái tường rêu nó lem nhem như thế này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể remove nó ra được và rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta thường dùng đó là một cái công cụ đó là remove BG các bạn ha. Các bạn ấn vào remove BG, sau đó enter. Rồi các bạn tìm đến một cái trang web đó là remove.bg Đây các bạn vào đây Sau đó chúng ta đến cái phần là upload cái bức ảnh của chúng ta lên Rồi chúng ta sẽ upload lên và mình đã để ngoài cái màn hình ở đây Ví dụ như tấm hình này các bạn ha Rồi Và chúng ta đợi một chút thì nó đã xử lý cho chúng ta là tách cái phần lem nhem phía ngoài này, cái phần background lúc nãy oh, tắt rất là nhanh và chúng ta chỉ việc là download xuống thôi đây tuy nhiên thì với cái con này chúng ta download xuống thì nó nếu mà để mà có một cái chất lượng cao full full image như thế này thì nó phải có phí các bạn ha thì như mình ở đây mình đào xuống chúng ta đào xuống một cái bản là cái 433 nhưng với chiều cao 577 thôi thì mình sẽ hiển thị trong thư mục cho các bạn thấy đây đó, thì với cái chất lượng là tạm được các bạn ha, không được rõ nét lắm đâu. Và chúng ta có thể thấy ở đây là độ phân giải và cái dung lượng của nó như thế này thì Đấy, nó chỉ được là 433 x 577 chiều cao pixel và với cái dung lượng là 199 kB. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách hiệu quả hơn để chúng ta có thể có một cái bức ảnh thật là rõ nét ha. Thì cũng là dùng những công cụ online thôi, mình sẽ vào một cái trang dùng một cái tài khoản của Canva, Canva này, Đấy. Enter một cái, sau đó mình vào cái Canva, nhưng mình đã có một cái tài khoản rồi. Nếu các bạn chưa có thì mình để cái link phía dưới các bạn đăng ký thì mình sẽ gửi email cho các bạn vì đây là cách chúng ta có thể tạo một cái tài khoản Canva Pro chúng ta dùng được trong một tháng à? OK, các bạn cứ để email phía dưới và mình sẽ gửi email cho các bạn luôn và rất đơn giản thôi chúng ta sẽ vào cái phần là à, tất cả các thiết kế ở đây này đấy chúng ta phải vào phần thiết kế thì đây như mình đã thấy thì nó sẽ có những cái ảnh ở đây rồi chúng ta sẽ đưa vào phần trang chủ để chúng ta chọn một cái khung ok chúng ta chọn một cái khung ví dụ đây là 1080 nhưng 1920 này ok chúng ta có thể chọn một cái khung khung đứng đó chúng ta có thể chọn một cái khung đứng bất kỳ nhưng mình đây là mình sẽ chọn một cái khung đứng ở đây. Với cái tấm hình của mình nó đứng mà, hoặc là mình cũng có thể cũng có thể làm theo một bất kỳ một cái kích thước nào mình muốn. Ok, sau đó mình sẽ upload. Mình sẽ đưa một cái tấm hình lên tải cái nội dung lên này. Ok, mình chọn thiết bị. Rồi ví dụ mình tấm hình này mình cần xóa so phông hoặc tấm hình này đi. Chọn mở thì ngay lập tức nó sẽ upload cái ảnh của mình lên ở đây đấy các bạn thấy đấy đang upload lên và sau đó mình sẽ ấn vào đây cái thì nó sẽ qua đây rồi mình sẽ kéo làm sao mà cho nó không nó phù hợp ok ha như thế cũng được rồi hoặc là mình cũng có thể xem cái bức ảnh nó là cỡ như bao nhiêu để mình để mình có thể lấy đúng cái kích thước của nó Rồi đây 3024 4032. Cách đơn giản nhất là như vậy thôi ha. 3024 4032. Mình sẽ đổi cỡ. 3024 4032. Sao chép và đổi cỡ này. Ok các bạn sau đó mình sẽ kéo làm sao mà cho nó vừa vặn để mình lấy cái khung thôi ha đó như vậy là nó đã vừa vặn với khung của chúng ta rồi chúng ta chỉ cần đơn giản là dùng cái hiệu ứng này sau đó chúng ta ấn vào background remove thì ngay lập tức cái phần mềm này nó cũng sẽ xóa cái background cho chúng ta ok các bạn chờ một chút đấy xóa cho chúng ta rồi rất là nhanh các bạn sẽ ấn vào tải xuống và ở đây là kích thước là 3024 nhưng 4032 rồi kích thước gốc rồi. Thì các bạn ấn vào nền trong suốt và phải nhớ ha, cái file mình cần là cái file PNG thì lúc đó cái nền này sẽ không có này, cái phần background sẽ không thấy này. Chỉ mình sẽ tải xuống cho các bạn thấy. Ok, nó đã tải xuống đây rồi các bạn ạ. Rồi mình sẽ hiển thị trong thư mục. Rồi mình sẽ mở luôn cái tấm ảnh cho các bạn thấy. Rồi mình sẽ zoom nhỏ lại. Ok, mình sẽ mở một cái trình khác cho các bạn dễ thấy ha. Rồi, đây. Đó, rất là rõ nét phải không các bạn? Vì nó là một cái file gốc mà. Đây, rất rõ nét có thể click vào để xem 4032 pixel 3024 x 402 tức là cái kích thước gốc của các bạn ha và cái size của nó là 436 MB thì nó rất là rõ đây các bạn thấy đây các bạn có thể chèn được Ok còn cái kích thước lúc nãy thì nó à, nó chỉ là 433 thôi nó nhỏ thôi đây này. cái này thì nó không rõ bằng đâu các bạn mình sẽ lấy cho các bạn thêm đây kích thước này thì nó chỉ là 433 x 577 và size của nó rất là nhỏ. Thì nó sẽ không rõ bằng cái mà chúng ta làm remove bằng BG ha. Đấy, các bạn thấy rõ ràng. Này. Đấy, nó rất là mờ, một cái điền chi tiết của nó rất là mờ. Đấy, rất là mờ. Nếu mà mình zoom lên thì... Đấy, rất là mờ ha. Rồi, đó là cách để chúng ta có một cái tấm hình rõ đây mình dùng lên các bạn thấy này Đấy, rất là rõ thấy chưa? rất là rõ nét ha rất là đơn giản thôi và chỉ việc chúng ta đăng ký một cái tài khoản canvas miễn phí chúng ta canvas pro miễn phí dùng trong một tháng thì chúng ta có thể à, làm được nhiều việc hơn là chúng ta tách nền tách nền tách ảnh ra khỏi nền ha vậy thì các bạn quan tâm thì cứ inbox hoặc là để lại địa chỉ email phía dưới thì mình sẽ gửi cho các bạn hướng dẫn và cách để chúng ta có một cái tài khoản canvas pro và ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái công cụ Canvas Pro tuyệt vời này để chúng ta có thể có những cái bức ảnh à, theo ý muốn của mình ha và xin chào các bạn